Annyeonghaseyo, rất vui gặp lại các bạn trong khóa học tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt. Chắc hẳn trước khi đến với Hàn, các bạn đã biết rất nhiều món ăn Hàn Quốc đúng không ạ? Vậy thì trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về ẩm thực nhé. Eumsik. Sau khi học chủ đề này, chúng ta có thể đến quán ăn Hàn Quốc, đặt món ăn và yêu cầu gọi món bằng tiếng Hàn rồi đấy. Chủ đề từ vựng đầu tiên, đồ ăn Hàn Quốc, Hangung Eumsik. Chúng ta có cơm là gì ạ? Hạp. Canh là cúc. Kimchi vậy là kimchi đúng không ạ? Món thịt nướng, món bulgogi là bulgogi. Mình có từ gogi là thịt, bul là lửa. Thịt mà trên lửa thì là thịt nướng đúng không ạ? Doenjang jjigae, món canh tương. Bibimbap, cơm trộn. Chúng ta có động từ bibita là trộn trong tiếng Hàn. Naengmyeon, mì lạnh. Âm Hán naeng là lạnh. Tteok là một loại bánh rất là thông dụng ở Hàn Quốc. Và ramyeon là mì tôm. Samgyeopsal, thịt ba chỉ nướng. Sam là tam đấy ạ. Kimchi jjigae, canh kim chi. Galbi thang, súp sườn bò. Samgyetang, gà tần sâm. Bokkeumbap, cơm rang. Động từ bok ta là chiên, xào. Cộng với là dạng, danh từ hóa của động từ trong tiếng Hàn. Galbi, món sườn nướng. Galbi là sườn bò, lấy tên nguyên liệu chính để gọi món ăn. Và kupsu là mì bún. Ví dụ, phở Việt Nam sẽ gọi là salgupsu. Tiếp theo là một số từ vựng về mùi vị. Chúng ta có masita là ngon và matopta là không ngon. Lưu ý cho cô là ở từ không ngon thì matta, shiot sẽ biến thành tikut và nối âm là matopta. Tanta là ngọt, suta là đắng. Ngoài nghĩa đắng ra còn có nghĩa là viết, sử dụng hay là đội. Chata, mặn. Shita, chua. Mepta, cay. Và shingopta là nhạt. Tiếp theo là phần từ vựng liên quan đến quán ăn. Chúng ta có sutkarak là thìa. Chotkarak là đũa. Menu vẫn là tiếng Anh menu ạ. Khop là cốc. Table, bàn ăn. Tất cả đều là tiếng Anh ạ. Trong mop won là người phục vụ nhà hàng. Sonim là khách. Khách này là khách đến nhà hàng, khách đến cửa hàng hay khách đến chơi nhà mình đều dùng là sonim. Hup yonsok là chỗ được hút thuốc lá. Ngược với hup yonsok chúng ta có kum yonsok. Yongsu chung là hóa đơn. Chumun hata là gọi món hoặc đặt hàng. Kế san hata là tính toán, tính tiền. Chúng ta có một số từ liên quan như là kế san so, hóa đơn hay là kế san ki, máy tính. Phần ngữ pháp đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen với kết. Kết gắn vào sau thân của động từ để thể hiện ý định của chủ thể. Dịch trong tiếng Việt nghĩa là sẽ. Khi kết sử dụng trong ngôi thứ nhất, thứ hai thì đó là diễn đạt kế hoạch khá chắc chắn. Cụ ví dụ, 란 씨 오늘 저녁에 뭘 하겠어요? 오늘 저녁에 집에서 한국어 숙제를 하겠어요. Chị Lan tối nay ở nhà sẽ làm gì? Tối nay tôi sẽ ở nhà làm bài tập tiếng Hàn. Ở bài học trước chúng ta đã học giọng phủ định an. Các bạn còn nhớ cách sử dụng an không ạ? Chúng ta có an cộng với động từ hoặc tính từ có nghĩa là không. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một dạng phủ định nữa, đó là chian thà. Chian thà gắn vào sau thân động từ và tính từ để thể hiện câu phủ định, dịch trong tiếng Việt là không. Và đương nhiên chian thà là dạng nguyên thể đúng không ạ? Và khi đặt vào câu chúng ta sẽ chia thành chian nào hoặc chian sinh nhỉ ta. Ví dụ, 저는 이번 주말에 바쁘지 않아요. 화 씨도 바쁘지 않아요? Cuối tuần này tôi không bận. Hoa cũng không bận chứ. 네, 주말에 학교에 가지 않아요. 그래서 시간이 있어요. Vâng, cuối tuần này tôi không đến trường. Vì thế tôi có thời gian. Nhớ cho cô là gì? An thì đặt trước động tính từ, còn chi an thà sẽ gắn vào sau động từ tính từ. Và khi mình sử dụng chi an thà thì nội dung của câu truyền đạt nghe có vẻ mềm mại và nhẹ nhàng hơn an. Phần ngữ pháp tiếp theo chúng ta có useo. Useo gắn vào sau thân của động từ để thể hiện sự yêu cầu lịch sự. Đối với thân từ kết thúc bằng phụ âm chúng ta dùng useo. Thân từ kết thúc bằng nguyên âm chúng ta dùng seo. Bởi vì là yêu cầu lịch sự đúng không ạ? Vì thế trong tiếng Việt mình dịch là gì? Hãy, vui lòng hay là xin mời. Cô ví dụ, 내일 학교에 일찍 오세요. Ngày mai hãy đi học sớm nhé.
맛있게 드세요. Anh hãy ăn một cách ngon miệng, tức là sao? Chúc anh ăn ngon miệng. 찬 물은 드세요. Hãy uống nước lạnh đi. Sau đây cô và các bạn cùng luyện tập hội thoại nhé. 어서 오세요. 여기에 앉으세요. 뭘 드시겠어요? 네. 비빔밥둘 하고 풍고기 하나 주세요. 그리고 콜라도 한 명 주세요. 여기 있어요. 맛있게 드세요. 네. 여기요. 네. 김치 좀 더 주세요. 네. 잠깐만 기다리세요. Kết thúc bài 8. Các bạn cần phải ghi nhớ cho cô các danh từ món ăn Hàn Quốc, các từ vựng liên quan đến nhà hàng ở Hàn Quốc và một số biểu hiện dùng trong nhà hàng. Phần ngữ pháp liên quan đến biểu hiện yêu cầu lịch sự, tương lai và phủ định không. Các bạn nhớ về nhà học bài cho cô nhé.